xin kính chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác một buổi sáng chủ nhật nhiều niềm vui. Hôm nay thì Phương Văn có dịp ngồi ngoài hành lang, lâu rồi không có lên hình cùng với quý vị khán giả. Mong tất cả quý vị khán giả thông cảm, vẫn ngồi cảnh cũ người xưa. Phương Văn thích ngồi ở ngoài hành lang, nó vừa mát mẻ và nó vừa thoáng đầy đủ ánh sáng. Tuy nhiên trong những cái video thì thường Phương Văn quay vào buổi tối, thành ra chỉ có thu cái giọng thôi. Khi nào mà có dịp lên hình thì Phương Văn sẽ lên hình để cho quý vị khán giả nhớ tới Phương Văn. Một lần nữa Phương Văn chân thành cảm ơn các cô, chú, bác, tất cả quý vị khán giả trên toàn thế giới. Trong cái video ngày hôm nay thì Phương Văn đã hứa với tất cả quý bà con, hôm nay Phương Văn cùng với quý khán giả cùng nhau phân tích về câu chuyện của Trang La Le cá cược với chị Hằng Kali về vụ 15.000 đô quay anh Mía và chú Xuân. Và trong cái phần cuối video thì Phương Văn sẽ có một cái phần hướng dẫn tất cả quý vị khán giả vô trang của kênh của Trang La Le, chúng ta làm một cái report. Tại vì có những quý vị khán giả biết nhưng mà có những quý khán giả chưa biết, thì trong cuối video quý vị khán giả chịu khó xem hết và xem từ từ rồi mình làm theo. Tại vì Phương Văn thấy là càng ngày có nhiều cái bất lợi đối với chị Hằng Kali. Nếu tất cả quý vị khán giả cùng thương, cùng với anh em Chính Nghĩa và cùng với chị Hằng, mong là dẹp loạn những người YouTuber giống như chị Trang La Le. Video vừa rồi thì Phương Văn cũng đã chia sẻ và anh em đi cũng được nhiều người hỗ trợ về việc giúp đỡ anh Lộc. Thì chúng ta thương yêu chị Hằng Kali cũng như là về anh Lộc giúp đỡ những người vô gia cư rồi đó, thì chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau đoàn kết. Ở đây là thỉnh thoảng vài phút mà. Thỉnh thoảng thì có những chiếc máy bay nó gián đoạn, nó lâu lâu nó bay, còn những lúc thì Phương Văn ngồi đây là máy bay nó bay ngang liên tục chừng 3 phút, 2 phút hoặc là 5 phút thì bà con cô bác về quê, về thành phố Hồ Chí Minh thăm người thân gia đình, thành ra chiếc máy bay nó bay thường xuyên dữ lắm. Chắc có lẽ quý vị khán giả cũng đã nghe và nhiều khán giả đã nhắn với Phương Văn, nhưng mà hôm nay Phương Văn sẽ đưa ra những cái bằng chứng cứ mà Trang La Le phát biểu trên cộng đồng mạng. Đây cũng là một trong những bằng chứng mà ghi lại để sau này quý vị khán giả report hoặc là chị Hằng cũng có những cái chứng cứ mà cần pháp luật can thiệp. Tại vì khán giả biết không, càng ngày thì Trang La Le hầu như bệnh tâm thần của chị ấy nó sắp sửa tái phát. Nhiều quý vị khán giả đã biết trước đây Trang La Le là một trong những người bệnh tâm thần và hiện tại ăn tiền của chính phủ, mà bây giờ thì thuyên giảm bệnh tình rồi. Khi mà làm YouTube thì càng ngày hầu như cái bệnh tình của Trang La Le bắt đầu trỗi dậy. Video vừa rồi thì Phương Văn có chia sẻ về anh Lộc, anh em thì đang là tìm cách giúp đỡ cũng như là liên hệ với luật sư. Thì cái câu chuyện của anh Lộc thì Trang La Le cũng lại nhúng vào, nói chị Hằng Kali là một trong những người phá hạnh phúc gia đình của anh Lộc. Thì quý vị khán giả thấy có tin được Trang La Le không? Trang La Le nói là hôm nay là cái cặp thứ tư mà chị Hằng là cái người thứ ba đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình. Cặp của anh Lộc chị Thắm là người thứ tư. Thì quý vị khán giả thấy là nói nghe, Trang La Le nói nghe có được hay không? Tại vì anh Thắm, anh Lộc với chị Thắm á, là chị Hằng Kali làm mai mối cho chị Thắm với anh Lộc, dung đắp cho hai vợ chồng từ bấy lâu nay. Tới ngày hôm nay thì những cái đồng bọn của Trang La Le phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh Lộc là đúng, chứ không phải là chị Hằng. Tại vì chị Hằng là cái người đứng ra mai mối mà, làm sao chị Hằng phá vỡ hạnh phúc và gia đình của anh Lộc? Chẳng lẽ chị Hằng mai mối xong rồi mơm mốt chị Hằng bây giờ kêu đừng có thương nữa và bây giờ phải tách ra? Mà Trang La Le cũng lên cộng đồng nói là chị Hằng Kali là cái người phá gia đình anh Lộc. Trang La Le là cái người không có bình thường quý vị khán giả. Khi mà lên video cười hô hố ha há là có cái dấu hiệu, cái gương mặt của cái người mà tiền sử bị bệnh tâm thần á.
Và Trang Le Le thách đố về việc mà chị Hằng quay chú Xuân với anh Mía, là anh Mía thì nếu mà quay được hình ảnh anh Mía là 5.000 đô, quay chú Xuân là 10.000 đô, như vậy tổng cộng là 15.000 đô thách đố với chị Hằng trong vòng 3 ngày. Và 3 ngày trôi qua thì Trang Le Le lên cộng đồng mạng nói là gái hèn hạ, bữa nay là ngày thứ 3 mà tại sao gái hèn hạ không quay chú Xuân để lấy 15.000 đô đó. Rồi nói là chị Hằng Kali thiếu tiền thì qua Trang Le Le mượn tiền. Trang Le Le sẵn sàng cho mượn 15 đến 20 ngàn. Cái người mà ăn tiền bệnh tâm thần của chính phủ, mỗi một tháng ăn tiền bệnh bao nhiêu? Rồi bây giờ dư giả lắm để cho chị Hằng mượn tiền mà nói sốc vô cùng. Và nói là chị Hằng á, là mỗi một tháng kiếm tiền YouTube 15-20 ngàn đô. Mỗi một ngày ra 3 cái video để kiếm tiền, bỏ con bỏ cái. Trang Le Le nè, thương yêu con, đi chơi với con, còn gái hèn hạ là không cần gia đình, cho nên là gia đình mình mà không quan trọng nữa thì làm sao mà ủng hộ những người vô gia cư. Quý vị khán giả thấy là Trang Le Le, những cái biện luận của Trang Le Le là nó bất bình thường, dấu hiệu của cái người tâm thần trở lại. Và sau đây là Phương Văn sẽ trích từng đoạn một để cho quý vị khán giả xem, và sau đó Phương Văn cùng với tất cả quý vị khán giả tiếp tục phân tích. Rồi quý vị khán giả cùng theo dõi nha. Chị Hằng Kali cần tiền thì gọi cho Trang. Khùng nặng. Chị này chỉ khùng nặng thôi. Đó, quý vị khán giả lắng nghe rồi đó. Rồi, kính thưa quý vị khán giả, vừa xem một cái đoạn mà Phương Văn đã show lên cho quý vị khán giả. Hầu như cái chị này bị bệnh tâm thần tái phát đó quý vị khán giả. Thứ nhất là cái về việc chú Xuân với anh Mía nè. Tại vì sao Trang Le Le mạnh dạn là thách thức chị Hằng. Nó cũng có cái câu chuyện như thế này. Là ngồi ngoài này mồ hôi bụt kê quá. Quý vị khán giả thông cảm. Khi mà anh Mía ở nhà chị Hằng Kali 3 năm. Là cái người mà vô gia cư. Cái người mà rơi vào tệ nạn xã hội
ở dưới suối, thì chị Hằng 3 năm qua đã giúp đỡ những người anh em vô gia cư, được mạnh thường quân khắp nơi, nhà hảo tâm người ta thương những anh em vô gia cư đó, người ta nhờ qua kênh chị Hằng Kali để giúp đỡ, mong những người anh em dưới suối là người Việt Nam rơi vào tệ nạn xã hội đi xuống suối ở tại Mỹ. Thì từ đó nhà hảo tâm mạnh thường quân người ta thương, người ta gửi, thì Trang Le Le lại ganh tị đố kỵ và luôn lên là tìm mọi cách để hãm hại chị Hằng Kali. Cái việc mà sau khi có những cái lời lẽ dụ dỗ anh Mía đang ở nhà chị Hằng Kali đang yên đang lành, thì dụ bằng mọi cách để anh Mía có những cái động thái là phản chị Hằng Kali, đi với Trang Le Le, và sau đó là cùng với Trang Le Le nói chị Hằng Kali là người xấu xa. Nếu mà người xấu xa thì anh Mía anh ở trong nhà chị Hằng Kali là 3 năm trời, tiền ăn tiền uống tiền nhà tiền phòng tiền phút em của ổng có 100+ thì làm sao ổng đủ ăn uống. Quý vị khán giả thấy vậy. Mà Trang Le Le tìm mọi cách để kéo những người vô gia cư đó về phía mình, kéo được thì cảm ơn, kéo mà nuôi được thì cảm ơn đó, nuôi anh Mía, giúp đỡ cho anh Mía. Nhưng mà cuối cùng Trang Le Le đâu có nuôi đó, đưa về nhà chị Linh ở thời gian, rồi ở không được rồi ổng lại lang thang. Thì khi mà chị anh Mía đã lang thang thì gặp chị Hằng, thì chị Hằng thấy anh Mía rất là tệ, người là hốc hác. Quý vị khán giả thấy rồi đó, những người mà phản bội ân nhân của mình, cái người mà đang giúp đỡ mình là người vô gia cư, mình đâu có tài sản, mình đâu có làm cái gì đâu, mình có làm được cái công ăn việc làm gì đâu, mà người ta thương người đem về nhà, người ta nuôi cho, người ta giúp đỡ cho 3 năm trời, mà khi phản rồi đi theo Trang Le Le. Những người phản nè, Cường nè, em Cường nè, phản người vô gia cư lượm lon 7 tuổi trời nè, chị Hằng đem về, chị Hằng giới thiệu cho công an việc làm và hướng dẫn cho làm YouTube phản nè. Rồi anh Mía lại phản nè. Đó, bây giờ chú Xuân, đôi khi lúc ổng tỉnh ổng mê, ổng cũng có những cái thế kẹt mà phải nghe theo Trang Le Le nữa. Bây giờ hình ảnh của anh Mía thì Trang Le Le khẳng định là chị Hằng không được quay. Tại vì nói với ổng, ổng nói với ổng cho quay. Hôm trước kêu chị Hằng Kali là Trang Le Le là đại diện cho chú Xuân và anh Mía, đề nghị trong 7 ngày Hằng Kali phải gỡ tất cả những video hình ảnh đó xuống. Đề nghị chị Hằng Kali gỡ xuống, mà Trang Le Le thì quay được. Quý vị khán giả, mà đâu có là cái người thân gì đâu. Thì cái việc dạy anh Mía rồi, ổng lúc tỉnh khúc mê, rồi lúc mà cho ổng hoặc là có những cái dụ dỗ ổng gì đó, bây giờ ổng không cho chị Hằng quay hình nữa. Ok, không sao, không sao cả. Từng 3 năm trời ở nhà chị Hằng Kali rồi, ăn uống ở đó dù cho một ngày cũng phải biết ơn biết nghĩa nữa. Mà tại vì cái người thì không có được bình thường, cho nên lúc tỉnh lúc mê rồi ai dụ sao thì nói vậy. Nhưng mà cái người nếu mà bình thường, người ta không ai làm như thế. Tại vì ăn ở 3 năm trời mà bây giờ quay ra là coi như là phủi tay. Quý vị khán giả thấy không? Cái người bình thường không ai vậy. Mà cái người đã vô gia cư rồi lang thang, được người ân nhân giúp đỡ như vậy, thật sự cả đời này, kiếp này cho mãi kiếp sau vẫn không quên được ân nhân của mình. Bây giờ qua Trang Le Le, Trang Le Le đâu có nuôi đó. Cho nên bây giờ khi chị Hằng quay anh Mía là quay không được, tại anh Mía không cho. Ok, thì khán giả cũng đã chia sẻ với chị Hằng Kali rồi đó. Thôi chị Hằng Kali buông bỏ hai nhân vật này đi, để cho Trang Le Le hốt về đi, tại vì không cần nữa. Tại vì nhiều hoàn cảnh khác người ta cần giúp đỡ. Mà trong những thời gian đầu lang thang cơ nhỡ vất vả đó, chị Hằng quay là đồng ý cho lên YouTube. Đồng ý mà, đồng ý cho lên YouTube, cho nên bà con cô bác mới ủng hộ tiền. Đó, cho nên bây giờ là Trang Le Le mạnh miệng là không thách thức chị Hằng cá cược là quay anh Mía được, hình ảnh Mía được là 5.000 đô. Thôi, để 5.000 đô đó cho những người vô gia cư khác, chứ không cần quay anh Mía nữa. Đã phản rồi thì bỏ luôn, giành giật thì nuôi được. Nhưng mà Trang Le Le đâu có nuôi đâu quý vị, không có nuôi. Hôm trước nói là mỗi tháng Trang Le Le sẽ cho anh Mía 300 đô để anh Mía trang trải, nhưng mà ảnh không có chịu, ảnh từ chối. Trang Le Le nói vậy, nhưng mà chắc không có tiền cho, tại vì Trang Le Le ăn tiền bệnh là cũng có mấy trăm đô thôi, bệnh tâm thần. Thì bây giờ là tiền đâu mà cho. Anh Mía đều cho tới suốt cuộc đời ổng vậy.
Đó, giỏi thì mang về nhà nuôi, ăn uống tiền nhà, tiền ăn tiền uống phải hơn hơn bao nhiêu cha, bao nhiêu tiền? 300 đô đó đâu đủ gì đâu. Thì đem về nhà nuôi đi, giống như chị Hằng nuôi 3 năm, dành giật về cho bằng được, rồi bỏ người ta, không nuôi được. Còn cái việc mà chú Xuân, quý vị khán giả biết sao mà Trang le le cá cược với chị Hằng là quay chú Xuân nữa là thách thức 10.000 đô. 10.000 đô. Tại vì quý vị khán giả hay biết không? Tại có những khán giả mới chưa có hiểu câu chuyện. Chú Xuân là người vô gia cư, lớn tuổi rồi, mà vô gia cư mấy chục năm nay rồi, xuống suối. Ảnh là một trong những chú Xuân là một trong những người cũng là rơi vào cái tệ nạn xã hội, đi xuống suối đã từ lâu rồi. Quý vị khán giả thông cảm, đôi khi có những cái tiếng động bên ngoài, có những cái âm thanh tạp, có mấy đứa nhỏ hàng xóm. Thì quý vị khán giả thấy là chú Xuân mấy chục năm trời, khi mà bệnh mấy chục năm rồi không ai quan tâm chứ, rồi bây giờ bệnh thì chị Hằng đưa vô bệnh viện mấy lần rồi, đi tìm kiếm. Những lần chú Xuân bệnh hoạn á, có ai đưa vô đâu. Rồi, tới ngày hôm nay thì chị Hằng tìm kiếm chú Xuân đưa vào bệnh viện. Nhưng mà khi vào bệnh viện á, chị Hằng chỉ nói là một người YouTuber, một người tình nguyện giúp đỡ chú Xuân thôi. Cho nên khi chú Xuân mà trốn viện lần thứ nhất á, thì bệnh viện liên hệ với chị Hằng. Chị Hằng cất công đi ra ngoài tìm kiếm chú Xuân, rồi mang trở vô. Thì tất cả những bệnh viện đều liên hệ. Tại vì nói là người tình nguyện, là cái người giúp đỡ, là cái người từ thiện. Cho tới khi mà Trang La Le vào cuộc đi thăm chú Xuân mấy lần đó, thì bây giờ Trang La Le nhận chú Xuân là người thân thuộc trong gia đình. Cho nên mọi sự liên hệ của bệnh viện là phải liên hệ với Trang La Le, chứ không được một ai khác. Thì bây giờ là một giữa một người tình nguyện giúp đỡ, còn bây giờ là Trang La Le nhận là cái người thân của chú Xuân rồi, thì tất cả những gì phải liên hệ với Trang La Le và không có liên hệ với chị Hằng Kali nữa. Chính vì vậy sao mà chị Hằng không vô thăm chú Xuân được, và cũng không có quay hình ảnh chú Xuân để quý vị khán giả. Bây giờ Trang La Le đã nhận rồi, cũng quý khán giả thấy là cho chị Hằng nhẹ lòng, và Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm buông, không giúp đỡ nữa. Bên cạnh đó thì quý vị khán giả cũng đã từng nghe là anh Don là bạn của chú Xuân, anh Quang nói là Hằng Kali không cần gần lợi gần chú Xuân nữa, không được để lợi gần chú Xuân nữa, không quay hình ảnh nữa, để cho tụi này lo. Thì cũng cảm ơn ngay anh, lo được cho chú Xuân, ráng mà lo đi, ráng mà lo. Cho nên bây giờ Trang La Le rất là mạnh miệng lên cộng đồng cá cược với chị Hằng Kali, quay được anh Mía là 5.000 đô, quay chú Xuân là 10.000 đô, là tổng cộng 15.000 đô. Thì lên nói là bữa nay là cái ngày thứ ba rồi, tại sao gái hèn hạ không quay. Thấy cái lời nói của Trang La Le là cái người không bình thường, một con người có là đầu óc ngu muội luôn đó. Khi mà chửi người ta là gái hèn hạ thì bản thân mình là gái gì, mà lên cộng đồng mạng dõng dạc là tôi đây là không ghen ghét Hằng Kali, con người quá thâm độc và cái bệnh tiền sử tâm thần cũng quay trở lại luôn. Nếu như thật sự nhiều khán giả cũng chia sẻ như thế này, có nhiều khán giả chia sẻ nói rằng là nếu như chị Hằng mà thưa kiện Trang La Le thì khi mà ra tòa đó, Trang La Le đưa ra cái giấy bệnh tâm thần, có tiền sử bệnh tâm thần. Tại vì cái người mà có tiền sử bệnh tâm thần đôi khi nói là trong cái lúc đó không kiềm chế được, rồi cái cơn tiền sử bệnh tâm thần tái phát á, rồi muốn chửi ai, muốn làm gì làm. Bây giờ hiện tại Trang La Le đang ăn tiền bệnh tâm thần, nhưng mà bây giờ cũng giảm cũng đỡ rồi. Bây giờ lên cộng đồng mà muốn chửi ai là chửi, xúc phạm kinh khủng luôn. Một chút xíu nữa Phương Văn sẽ show vài một cái video nữa chửi chị Hằng Kali mà chúng ta không thể chấp nhận được. Phải nói Phương Văn xem tới đâu là Phương Văn đã sốt ruột tới đó. Cho nên bây giờ là họ càng ngày càng làm tới, không những một mình Trang La Le mà bên kia họ rất là đông, đông người lắm. Cho nên là họ, những người kia thì đứng về mặt pháp lý là về tìm cách là thưa kiện chị Hằng, gửi mà ba cái lá thư vân vân đủ thứ, chứ không phải một mình Trang La Le. Tại vì một mình Trang La Le thì cũng không có đủ sức, họ gọi là tập đoàn luôn rồi quý vị khán giả. Cho nên việc mà Trang La Le thách thức chị Hằng quay hai người đó tổng cộng 15.000 đô là có lý do.
nhận nhận là người thân. Thì bây giờ nếu mà nhận người thân thì thôi hãy gắng chăm sóc cho chú Xuân với anh Mía suốt cuộc đời này đi. Khán giả Mạnh Thường Quân, người ta sẽ bỏ, người ta không xem nữa và người ta cũng không có chung tay góp sức với Trang Le Le đâu. Tại vì bây giờ cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân khán giả để ủng hộ cho tiền chú Xuân đi khám bệnh này kia vân vân, đủ thứ. Tiền theo phòng chứ, tiền theo phòng, còn nằm bệnh viện thì có bệnh viện lo hết rồi. Bây giờ là tiền theo phòng cho chú Xuân. Thì bây giờ kêu gọi Mạnh Thường Quân khán giả, người ta không có ai người ta cho hết trơn á. Cho nên bây giờ mới ganh ăn tức ở mọi bằng mọi cách. Thì bây giờ giành giật được hai người rồi, chú Xuân chết mía rồi thì thôi, còn lấn sân qua người khác nữa làm gì. Nhưng mà họ rất là nhẫn tâm, muốn cho chị Hằng Kali là không có làm YouTube nữa. Vậy thôi, mục đích của họ một năm mấy nay rồi là lật đổ chị Hằng Kali, không có làm YouTube nữa thôi. Thực sự ra cái việc mà làm YouTube á, Trang Le Le không có can thiệp được. Tại vì đâu có can thiệp được bên công ty YouTube đâu. Thành ra tìm mọi cách để cho chị Hằng sao động trùng bước về cái tinh thần, để cho nghỉ hoặc là tức tối, hoặc là làm có những cái phản ứng gì đó để Trang Le Le bắt đầu bắt bài. Cái video vừa rồi vừa thách thức chị Hằng cái vụ là hai người quay hai người là 15.000 đô. Và sau đó Trang Le Le lại là cái người tâm thần thật sự nói chị Hằng Kali, Trang Le Le nè, đi với con cái nè, còn Hằng Kali á là không có bỏ thời gian mùa hè mà không chơi với con cái, mà một ngày ra ba cái video, không coi trọng gia đình, gia đình là trên hết, gia đình là hạnh phúc, và Hằng không coi trọng gia đình, gia đình của mình không coi trọng thì làm sao mà thương yêu những người vô gia cư. Thấy con người Trang Le Le là con người quá nhẫn tâm độc ác. Tại vì bà làm không được giống như chị Hằng Kali. Một ngày người ta ra mấy cái video là cái việc của người ta. Người ta làm giỏi thì công ty YouTube nó trả tiền nhiều. Người ta có nhiều cái công sức đóng góp gì đó. Tại vì YouTube nó rất là công bằng mà. Trang Le Le làm không có được, cho nên YouTube nó đâu có trả tiền được giống như chị Hằng Kali. Thành ra ganh ăn tức ở mà đâu có làm gì được YouTube đâu. Đó, giỏi thì lên kiện YouTube đó. Công ty YouTube tại Mỹ đó. Trang Le Le giỏi lên kiện, tại sao cho Hằng Kali trả nhiều tiền mà tôi lại không có trả tiền. Tại vì Trang Le Le không bằng một cái gốc của chị Hằng Kali. Không có biết cách cư xử và cái con người mà tiểu nhân như thế thì không có đời nào mà Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm để cho tiền cho cái người tiền sử bệnh tâm thần mà lên cộng đồng mạng chửi bới người ta như vậy. Nói là không ganh ăn tức ở với chị Hằng Kali. Mà quý vị khán giả thấy không, những cái lời nói, những cái hành động và cái gương mặt cái người bệnh tâm thần tái phát là vậy đó. Họ là không có bình thường mà muốn nói gì nói sao. Không phải bây giờ cái người bệnh tâm thần tiền sử mà muốn nói gì nói, chị Hằng phải có một cái động thái gì đó. Càng ngày họ làm quá xa và họ trèo luôn trên đầu trên cổ và chửi Mạnh Thường Quân khán giả u mê coi như là tất tật hết cái gì vậy. Chửi chị Hằng là chửi luôn các anh em YouTuber ở các nơi. Nói chị Hằng mỗi một ngày vậy đó, mướn quý vị khán giả đăng ký subscribe. Mà quý vị khán giả thấy chị Hằng Kali có mướn đăng ký không? Đăng ký là khán giả yêu thương người ta mới đăng ký cho đâu mà mướn. Rồi mướn những người YouTuber giống như Phương Văn và các anh em khác là lên video mỗi ngày như vậy là trả tiền. Đó. Trả nổi không? Trả nổi là bao nhiêu người, chị Hằng làm một ngày bao nhiêu tiền trong YouTube đó mà trả mỗi một người như vậy. Nói chung là Trang Le Le nói là không có cái gì căn cứ. Và đồng thời hiện tại Trang Le Le cũng đã nhắc lại là tất cả bằng chứng cứ gì đã nộp lên sở thuế rồi là Hằng Kali hãy chờ đó. Cái việc mà thấy ganh ăn tức ở con người nhỏ nhen và ích kỷ quá tệ. Quá tệ luôn. Cái việc gia đình của người ta, con cái gia đình người ta chăm sóc bằng cách nào, người ta tự gói ghém gia đình của người ta. Mà Trang Le Le khẳng định rằng là Hằng Kali không quan trọng gia đình. Gia đình mình còn coi không quan trọng, không đưa con cái đi chơi này kia nọ. Cái việc có gia đình của người ta sắp xếp, can thiệp gì mắc mớ, can thiệp gì tới dòng họ nội ngoại của mình. Mà mình can thiệp vô mình nói là chị Hằng Kali không có quý trọng gia đình của mình. Gia đình của mình tự xử đi. Gia đình của người ta tự sắp xếp. Ủa, ở trên thế giới này mỗi một người gia đình tự sắp xếp, đâu có ai can thiệp vào đâu. Tại vì có những người đầu óc không bình thường, đầu to mà óc bằng trái cho của Trang Le Le mới ăn nói như vậy thôi.
đó. Nói chung là nói cái sự bất bình vô cùng luôn á. Bây giờ cái gia đình của mình muốn đi đâu làm gì mình kệ mình, còn cái việc gia đình của chị Hằng có đi chơi hay không, một ngày người ta sắp xếp công việc, người ta cực lực người ta làm việc như thế mà cũng ganh tị đố kỵ, thấy nhục nhã vô cùng. Vậy mà nói là Trang Lê Le, nói là Hằng Kali làm những cái điều mà để nhục nhã cho người Việt Nam. Ủa người Việt Nam làm gì mà chị Hằng làm gì mà người Việt Nam phải nhục nhã? Tổ tiên ông bà của cha Le Le không phải là người Việt Nam à. Mình là dòng máu Lai à, nhưng mà mình cũng có cái nguồn gốc ở Việt Nam mà mình chửi luôn. Cái bà này bà không có bình thường quý vị khán giả ơi. Ở đây nè, mỗi lần máy bay nó bay ngang Phương Văn phải dừng lại, tại vì cái tiếng ồn là không có nghe được cái gì hết, đôi khi nó bay gần sát luôn, nhìn lên cái là thấy cái chữ trên máy bay luôn. Sau đây là mời quý vị khán giả nghe tiếp một đoạn nữa ha. Quý vị khán giả nghe nghe cái đoạn này còn cảm thấy là cái người người điên. Dạ em hoàn đã sớm hiểu, cha mẹ em sanh em ra không dạy em được thì để xã hội dạy em, xã hội dạy không được thì em lên thì dạy em. Trang lê lê Trang le le dạy chị Hằng à. Trang le le này quá sức tưởng tượng rồi, chửi chị Hằng như vậy quý vị khán giả thấy là Phương Văn, thực sự là Phương Văn cũng đã bình tĩnh dữ lắm, mà khi nghe Trang le le nói những lời hết sức là khó nghe, Phương Văn không yên luôn đó quý vị khán giả, chứ đừng nói chị Hằng. Đó, mình là cái người mà lấy thông tin để chia sẻ để bình luận thôi, mà mình cảm thấy trời ơi thật sự Phương Văn không thể nào mà ngồi yên được, không thể nào mà không chia sẻ bình luận được. Vậy mà có những fan hâm mộ của Trang Lê Le vô kênh của Phương Văn nói là kêu Phương Văn câm cái mồm đi. Dạ, mỗi một người có một cái cảm nhận, một cái lời nói, một cái sự góp ý, một cái thảo luận mà YouTube nó cho. Không ai có quyền cấm cản ai để câm cái miệng lại. Nếu như Trang Lê Le mà câm được cái miệng thì khán giả đó kêu Trang Lê Le câm cái miệng giùm đi. Toàn là nói những cái lời sốc không à, quý vị khán giả thấy chưa? Chửi chị Hằng là cha mẹ Hằng đẻ mình ra mà không dạy được mình, để cho Trang Lê Le dạy Hằng Kali. Ủa Trang Lê Le bệnh tâm thần tái phát tới nơi rồi à, một cái người không có bình thường, mình có cái tư cách gì mà mình nói là cha mẹ Hằng không dạy được Hằng để cho Trang Lê Le dạy? Cái bản thân mình còn chưa xong nữa, mình bệnh tâm thần, mình có ba đứa con đó, mình lo mình dạy đi. Mình dạy đi, ba đứa con là cũng không có bình thường, tụi nó sinh ra nó đã có cái khuyết rồi, vậy mà làm một người mẹ vô tâm vô đạo đức đi lên cộng đồng nói là con mình là less, con mình là gay, con mình là không bình thường, vân vân. Những cái video trước Trang Lê Le nói là ba đứa con đều là không có lập gia đình được. Thì quý vị khán giả thấy khi mà Trang Lê Le lên cộng đồng như vậy, có hỏi ý kiến của tụi nó chưa? Con mình không bảo vệ được con mình mà lên cộng đồng mạng để chia sẻ như vậy, quý vị khán giả thấy là cái người có bình thường không? Ai kêu tự tự moi móc cái cuộc đời của mình ra, nói ba đứa nhỏ như vậy? Và tới ngày hôm nay mình có cái tư cách gì Trang Le Le? Mình không có đủ tư cách, tại vì mình đang ăn tiền bệnh tâm thần. Mình là bệnh tâm thần mà mình chửi trên đầu trên cổ chị Hằng, nói cha mẹ chị Hằng dạy không được thì để cho Trang Le Le dạy Hằng Kali. Mình có đủ tư cách không? Đó, hãy về cho chị Hằng dạy lại cái cách nhân đối nhân xử thế. Quý vị khán giả thấy đó, Trang Le Le nên đi học lại chị Hằng. Thứ nhất là cái sự là bình tĩnh nè. Cái thứ hai là biết giúp đỡ cho những người vô gia cư. Cái thứ ba là đối nhân như, xử thế như thế nào để được mạnh thường quân, cộng đồng mạng và khán giả thương yêu. Còn mình giống như là yêu quái. Quý vị hay thấy trong cái phim Đường Tăng không? Những người làm thiện luôn lúc nào cũng có kiếp nạn, còn yêu quái thì nó là xung quanh, luôn lúc nào nó cũng phá rối. Có nhiều khán giả nói là tập đoàn yêu quái của Trang Le Le lúc nào cũng phá rối chị Hằng Kali, mà thật sự quý vị khán giả thấy à, cái nàng này
Trang Lê Lê này, thấy Lê nói không? Mình có đủ cái tư cách gì, mình không có đủ tư cách gì ngang hàng là bạn nữa, chứ đừng có nói mình kêu là chị Hằng Kali là để về cho mình dạy. Cái cách ăn nói thực sự là Trang Lê Lê không có được dạy dỗ, không có văn hóa, không có cái đạo đức làm người. Bản thân mình không có cái đạo đức làm người mà mình đi mình nói là mình dạy về Hằng Kali. Nghe buồn cười thật. Bà này bà bị khùng, khùng nặng luôn đó. Càng ngày càng khùng nặng. Vì sao quý vị khán giả biết không? Tại vì cái gì ganh tị chị Hằng Kali muốn lật đổ nhưng mà lật không được, rồi tìm mọi cách đủ thứ hãm hại đủ thứ hết trơn. Cho nên là cái gì cũng không bằng hết trơn, cái gì cũng không có được hết trơn. Thứ nhất làm YouTube cũng không bằng, tiền công ty YouTube trả cũng không bằng, mạnh thường quân thương yêu cũng không bằng. Có những cái người mà phân cuồng phân ô mê rồi không có biết suy nghĩ phân tích đâu là đúng đâu là sai thì mới đi theo thôi đó, theo và lật đổ. Coi như là những người mà kêu người ta đi theo đó, như Cường đó, em Cường đã theo và xong rồi giữa dòng đời bỏ người ta, làm gì giúp đỡ được cho anh mía đó, rù quến cho đi theo rồi cuối cùng có giúp đỡ được đâu, rồi bỏ người ta chơi bơi vơi giữa đường. Chú Sưng đây nè, mới mốt cũng bỏ chú Sưng nữa. Bây giờ Mạnh Thường Quân không cho tiền, rồi đâu có ai cho tiền nữa đâu, rồi cuối cùng mà đổi thừa ABC rồi bỏ chú Sưng nữa. Bây giờ đâu, quý vị khán giả xem, một cái con người Trang Lê Lê là phải nói là phải cần, chị Hằng phải cần lên tiếng nhờ pháp luật can thiệp. Mặc dù là có tiền sử bệnh tâm thần thiệt, nhưng mà cũng phải có một cái biện pháp gì đó để ngăn chặn, chứ không thể nào mà suốt ngày suốt tháng suốt năm mà lên như vậy. Và quý vị khán giả nhớ nha, Phương Văn cuối video Phương Văn sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả 5-6 ngàn quý vị khán giả, 7-8 ngàn khán giả của Phương Văn, và mong khán giả của chị Hằng làm theo để report Trang Lê Lê, để YouTube nó đóng kênh luôn, nó xóa luôn cái kênh này luôn. Tại vì quý vị khán giả biết không, khi mà mình báo cáo quý vị khán giả báo cáo bằng tiếng Việt thôi, tại vì có bộ phận người Việt tiếng nào thì có bộ phận người đó người ta xem, mình báo cáo tiếng Việt thôi, thì có bộ phận tiếng Việt người ta xem lại cái video của Trang Lê Lê và người ta coi là mình báo cáo có đúng sự thật hay không. Nếu như nhiều người báo cáo mà đúng như vậy là nó khóa luôn. Thứ nhất, lúc đầu nó cảnh báo một cái video, cảnh báo là nó không cho cái video nó xuất hiện nữa, là nó tắt video. Cái thứ hai là nhiều báo cáo nhiều video thì nó sẽ đóng cái kênh đó lại. Thì mong quý vị khán giả video nào khán giả cũng vô báo cáo, Phương Văn sẽ hướng dẫn phần cuối video ha. Cái người tâm thần mà nói ra là đầu ông đầu cha của người ta không đó, ăn tiền chính phủ mà nói chị Hằng có thiếu tiền thì lại Trang Lê Lê cho mượn từ 15 đến 20 ngàn đô thì được cho mượn. Em thiếu tiền rồi em lên cộng đồng mạng em than thở khóc lóc, bây giờ em khó khăn lắm phải không, qua Trang Lê Lê cho mượn tiền, cảm ơn. Nếu mà cho mượn tiền thì thôi, đừng có ăn tiền chính phủ nữa đó. Mình có tiền đủ tiền ăn rồi, mình đừng nhận tiền chính phủ nữa là được. Trang Lê Lê là có con người là phải nói là vô tri vô giác này. bị bệnh người bệnh tâm thần á, đôi khi kích động quá nó cũng trở lại như vậy đó. Rồi sau đây mời quý vị khán giả xem tiếp một đoạn, mời quý vị khán giả. Rồi em đừng chạy bó phách muốn theo em, anh mía bây giờ thê thảm lắm, anh mía không lát nữa. Tại sao đó là cơ hội của em quay YouTube? Tại vì ai em cũng quay hết, em là YouTuber mà. Anh Bình chết em còn quay, anh nhớ không? Chú Xuân tập tập trong ICU mà đang cấp cứu mà em vẫn quay. Đó, quý vị khán giả nghe chưa? Quý vị khán giả nghe đó, bây giờ bà khẳng định là khi chị Hằng gặp bà anh mía là còn quá thê thảm thì chị Hằng nói như vậy. Tại vì 3 năm ở nhà chị Hằng thì được ăn uống đầy đủ, bây giờ Trang Lê Lê giành giật lại, không nuôi mà nói với anh mía là không cho chị Hằng quay. Cho nên khi chị Hằng gặp, chị Hằng đâu có quay nữa, cũng không cần để quay đâu đó, tại vì tìm những người vô gia cư khác giúp đỡ. Thì bà lên bà nói đó, bây giờ không được quay anh mía thách thức 5.000 đô rồi đó quý vị khán giả, bây giờ quay anh mía làm gì nữa đó, bả cũng đâu nuôi được đâu. Bà Trang Lê Lê này bả nói không được mà không có nuôi được.
Còn cái việc chú Xuân, à còn cái việc anh Bình, trời ơi phải là chăng la le là con người quá ác độc mà quá khủng khiếp quý vị khán giả. Khi anh Bình mất lại chị Hằng một tay, chị Hằng lo, lo ma chay, lo tiền bạc của Mạnh Thường Quân, tổng kết lại Mạnh Thường Quân, hỗ trợ là mang hũ tro cốt gửi về Việt Nam cho anh Bình. Có ai làm được giống như chị Hằng Kali không? Chăng la le làm không được. Làm không được. Lúc cái thời điểm anh Bình mất, em Cường cũng nhào vô, cũng phá rối, nói là em Cường là mang hũ tro cốt về Việt Nam không tốn một đồng. Ủa tiền vé máy bay, tiền ăn uống, tiền đi lại, ai mang về? Đó bây giờ Cường thử mang về đi. Hồi đó nói kêu Cường mang về, Cường không mang. Còn Cường nói là chỉ cần qua hải quan cho 20 đô là cái hũ tro cốt đi qua luôn. Trời ơi sao mà coi thường hải quan Việt Nam. Thì thử đi, nói thì được mà làm không có được. Nếu nói được thì làm được. Như vậy Trang Le Le hồi đó kêu chị Hằng, thay vì chị Hằng á là giúp đỡ cho anh Bình cho tới nơi an nghỉ cuối cùng, mà bây giờ lên nói là tới anh Bình chết cũng quay. Trang Le Le đâu có giúp đỡ được. Nếu mà Trang Le Le ngon thì hồi lúc đó Trang Le Le là nơi đây, tôi là Trang Le Le, tôi làm nhiệm vụ cao cả, tôi ôm hũ tro cốt của anh Bình đem về Việt Nam. Làm đi, làm đâu có được quý vị khán giả, mà nói sốc không, mà nói anh Bình chết vẫn quay đó. Tại vì bao nhiêu người yêu thương anh Bình, bao nhiêu Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ để lo phụng sự cho anh Bình đó, quay để cho bà con cô bác người ta biết chứ. Bây giờ là mình quay không được, mình ganh ăn tức ở mình tức, mình làm không được giống như chị Hằng mình tức. Con người gì mà xấu xa bỉ ổi vô cùng đó. Con người Trang Le Le đầu to mà ốc bằng cái trái nho, chứ không phải là cái người bệnh tâm thần rồi muốn nói gì là nói. Bệnh tâm thần thì cũng có lúc chứ. Còn cái này là quý vị khán giả thấy là Trang Le Le mà càng ngày càng tức là bệnh càng nặng. Cái mặt lên thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo cười hí hả, trời ơi y chang như là dấu hiệu bệnh tâm thần tái phát luôn đó quý vị khán giả. Cho nên chị Hằng cần có cái biện pháp gì mới được, phải có dùng cái pháp luật để can thiệp, chứ không thể ngồi yên như thế này được. Cả Phương Văn, cả khán giả khắp nơi trên thế giới, cả anh Andy cũng nói luôn, anh Andy nói chị Hằng là phải có một cái động thái gì, phải nhờ pháp luật, chứ không thể nào ngồi yên để cho Trang Le Le mà chửi ra rã mỗi ngày xúc phạm. Và khi chú Xuân nằm trong bệnh viện thì Trang Le Le là cấm không cho quay, rồi nói là chị Hằng ác đức này kia nọ, rồi quay chú Xuân khi nằm trong cấp cứu. Mà quý vị khán giả thấy là chú Xuân là được chị Hằng giúp đỡ từ cái lúc mà thở ban đầu. Chú Xuân ngồi ở ngoài công viên đi xin tiền là có cái duyên gặp chị Hằng Kali rồi. Người vô gia cư mà người già nữa mà được chị Hằng giúp đỡ, thương yêu, hỗ trợ. Thì được vậy, tới ngày chú Xuân bệnh hoạn trong bệnh viện cũng được chị Hằng đưa vào bệnh viện giúp đỡ, hội thăm, động viên. Phương Văn nói cái phần này nữa. Mấy hôm nay là chú Xuân á là không thấy chị Hằng vào, tại vì bà Trang Le Le này bả nhận là bả là người thân rồi, bả nói với bệnh viện là không cho bất cứ ai vào hết, cho nên kể cả chị Hằng không được vào. Tại vì trước đây chị Hằng nói là chị Hằng là cái người tình nguyện giúp đỡ chú Xuân, mà hôm nay thì có người nhà của chú Xuân là Trang Le Le rồi, bả tự nhận bả là người nhà, cho nên bây giờ bệnh viện không cho chị Hằng vô nữa. Thì chú Xuân chú không có biết ABC gì đâu, chú Xuân chú không biết về vấn đề đó, mà chú nói với anh Tú sao không thấy Hằng vô thăm, kêu Hằng vô thăm chú Xuân. Thấy tội nghiệp không? Thấy tội nghiệp chú Xuân vô cùng không? Tại vì bây giờ ổng nằm ở đó, ổng đâu có biết ở ngoài cớ sự gì đâu. Rồi bây giờ mỗi một ngày Trang Le Le gót đường gót mặt cho chú Xuân, nói chắc có lẽ bây giờ nói xấu chị Hằng, chị Hằng nó bỏ rồi, nó thấy chú Xuân là quay không có tiền có bạc gì đó, rồi nó bỏ rồi, nó không thèm vô nữa. Rồi bây giờ kích động ổng mỗi ngày luôn. Đó, kích động mỗi ngày. Và quý vị khán giả còn nhớ trước đây chú Xuân nói ở cái video là nói về ở nhà Hằng thôi, tại vì mấy người đó thấy ớn quá. Khi ở trong bệnh viện đưa vào để chị Hằng quay, để chị Hằng chia sẻ với cộng đồng mạng, chú Xuân tình hình như vậy vậy đó. Còn Trang Le Le, quý vị khán giả nhớ video mà cùng với bạn trai của mình vô bắt ép chú Xuân phải hát không? Hát và nói lời phản bội ân nhân của mình là phản bội Hằng Kali, tẩy chay con Hằng, tẩy chay con Hằng. Ủa Trang Le Le,
khi mà chị Hằng quay chiếu sưng trong bệnh viện thì Trang La La nói là không được quay. Như vậy Trang La La vô bệnh viện quay chiếu sưng và bắt người ta phải tẩy chay con Hằng, tẩy chay con Hằng. Vậy là ai quay vậy Trang La La? Nhìn lại mình coi, còn có người mình không có bình thường thì có lúc cũng phải bình thường chứ, có lúc cũng tỉnh chứ, đâu có lúc nào cũng mê hết vậy, lúc nào cũng quên hết vậy. Nè, Trang La La nhìn lại hình ảnh ai quay chú Xuân trong bệnh viện nha, Trang La La. Nhìn nha. Trang La La nhìn lại những hình ảnh mình à, mình quay hả là yêu quái quay đây. Ai quay đây Trang La La? Mình với bạn trai mình vô quay nè. Đó. Quay chú Xuân ở đâu vậy? Trang La La thấy không? Quý khán giả thấy chú Xuân đang chằng chịt ra nước biển không? Mà Trang La La với bạn trai mình bắt chú Xuân phải hát trong đau đớn. Này Trang La La, ai quay vậy? Ai cười hô hố bắt ép chú Xuân quay vậy? Mà nói chị Hằng là không được quay chú Xuân, là lên án chị Hằng là quay chú Xuân trong bệnh viện. Vậy là ai quay đi Trang La La? Mình có người hết là mình là cái người vô hình vậy. Mình quay xong đó, bây giờ trên video cũng còn bằng chứng đó, mà nói là không quay. Đó, quý vị khán giả thấy có tin nổi Trang La La không? Nói có sách, mắt có chứng. Đó, không cho chị Hằng quay chú Xuân trong bệnh viện, mà cái người đang giúp đỡ chú Xuân. Còn mình tự nhiên mình nhào ngang vô để mình giành giật mình quay, rồi mình xúi dục chú Xuân để phản bội ân nhân của mình. Và nói là tẩy chay con Hằng, tẩy chay con Hằng. Quý vị khán giả thấy không? Nói có sách là mắt có chứng mà Trang La La còn không có chịu nhận nó, chứ đừng có nói mà không có những video, không có hình ảnh là Trang La La không có nhận đâu. Con người mà không có là mình làm mà mình không chịu mình làm, rõ ràng những hình ảnh đó mà mình không chịu nữa. Mình đâu phải một con người chứ đâu phải là cây cỏ gì đâu mà mình không có biết. Mình thù ghét người ta rồi mình đi vô bệnh viện mình quay, mình bắt chú Xuân phải nói vậy. Rồi bây giờ nói là chị Hằng là ác độc này kia nọ, quay chú Xuân trong bệnh viện. Động trời không? Nói chung là cái bà Trang La La này khùng á, khùng nó tái phát á, quý vị thấy vậy? Sau đây là cái đoạn video mà chú Xuân trước đây nói với chị Hằng Kali á, là muốn ở nhà chị Hằng thôi. Phương Văn mở cho quý vị khán giả xem nha. Đây nè. Đây là hình ảnh của chú Xuân. Đó, quý vị khán giả nghe không? Quý vị khán giả thấy hình ảnh thực tế của chú Xuân chưa? Chú Xuân cái lúc nằm ở bệnh viện đó thì chú Xuân á, muốn về nhà chị Hằng ở cho nó yên tâm. Tại vì những người đó là những người không có thật thà, giống như là yêu quái vậy đó. Thành ra chú Xuân ổng sợ là vậy đó, ớn quá. Nhưng mà bây giờ Trang La La tự nhận là người nhà rồi, tự nhận người nhà chú Xuân rồi, cho nên bệnh viện không cho chị Hằng vô nữa. Thì thôi, chị Hằng buông đi tìm nhân vật khác. Nhưng mà ở đây Phương Văn thấy đau đáu trong lòng là chú Xuân rất là tội nghiệp. Bây giờ ổng còn mong muốn, sao mà lâu quá ổng thấy chị Hằng Kali vô. Ổng mới nhắn anh Tú là chị Hằng Kali vô thăm chú Xuân. Mà chú đâu có biết được bây giờ bệnh viện người ta không cho chị Hằng vô. Là vì Trang La La nhận là người nhà không cho bất cứ ai vào nữa. Thì thôi, để cho Trang La La chăm sóc đi. Nếu như chú Xuân đang nghe về phía Trang La La thì sau này chú Xuân từ từ rồi sẽ hiểu cộng đồng mạng, tất cả bà con rồi sẽ hiểu bây giờ đang góp mật nè, đang nói xấu chị Hằng Kali nè, đang nói về chị Hằng Kali đủ thứ nè, để cho chị Hằng mà gặp chú Xuân là đôi khi chú Xuân ổng phản ứng lại luôn đó.
Tại vì bây giờ góp mặt rồi, nói chị Hằng xấu xa, chị Hằng bỏ rồi, chị Hằng không quan tâm rồi, không có tiền, chị Hằng không quay, vân vân, đủ mọi thứ. Cho nên chú Xuân, ổng nghe theo một cái là coi như là ổng phản lại luôn đó. Quý vị khán giả nghe một đoạn tiếp theo Trang Lê Lan. Chú Hằng Lê, Hằng Kali nghe lời Lê Lan. Khùng nặng mà. Đó. Ở đây không biết ai quẩn trí ha quý vị khán giả ha. Bị bệnh tâm thần rồi, ngáo ngáo rồi. Hôm nay là cái ngày rất là đặc biệt khi mà em nhận được 3 lá thư. Hiểu không? Quý vị khán giả thấy là Trang Lê Lê là bệnh tâm thần tái phát không? Rõ ràng chưa? Đó, thì hôm nay là đồng bọn của Trang Lê Lê tiếp sức với Trang Lê Lê, đem Trang Lê Lê ra làm con thí chốt. Tại vì người ta khôn lắm, người ta đưa Trang Lê Lê ra mà có ra tòa đi nữa thì nói cái bà này đưa cái giấy đang tiền sử bệnh tâm thần, đang ăn tiền chính phủ về bệnh tâm thần, cho nên bà nói làm sao thì nói. Bây giờ chị Hằng đang có cái bất lợi, bây giờ họ tiếp tục họ gửi 3 cái lá thư trên lên cảnh sát là có những cái điều bất lợi cho chị Hằng, thì cảnh sát sẽ tiếp nhận 3 cái lá đơn đó, 3 cái lá thư đó. Còn phía chị Hằng thì cũng phải nên phải đứng lên từ ngay bây giờ luôn, chứ không có nín thinh nữa. Tại vì nín thinh hay không nín thinh, bây giờ bên cảnh sát người ta cũng mời chị Hằng lên, người ta điều tra. 3 cái lá thư mà bên bọn đồng bọn của Trang Lê Lê là gửi nè, là chị Hằng có cái bất lợi. Dù cho mình như thế nào nhưng mà cảnh sát cũng phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà họ gửi 3 cái lá thư này. Đó. Tại vì không có cái gì thì thôi, nếu mà có một cái lá thư hoặc có báo cáo gì thì người ta phải vào cuộc, người ta điều tra. Đó, giống như trước đây, chị Hằng có làm một việc là Trang Lê Lê kêu gọi cộng đồng mạng và thách thức và đi tới nhà Hằng Kali để biểu tình đó, làm ảnh hưởng cho tới gia đình, cuộc sống con cái. Cho nên chị Hằng lúc đó, chị Hằng mới lên sở cảnh sát và báo thôi. Thì Trang Lê Lê nói là kêu gọi để qua nhà thứ nhất của Hằng và qua nhà thứ hai để biểu tình. Đó, thì cuối cùng thấy có biểu tình hay không? Thì cảnh sát cũng lúc đó thì cũng giải quyết về Trang Lê Lê. Nếu như mà Trang Lê Lê đi tới nhà chị Hằng mà đứng là trước cổng hoặc là camera gì đó thì họ sẽ báo cảnh sát để tới làm việc. Nhưng mà bây giờ Trang Lê Lê cũng biết sợ, tại vì đồng bọn nói thôi, tới đó thôi, chứ bây giờ không có đi nữa, cảnh sát, chị Hằng Kali đã báo cảnh sát rồi, thì lúc đó cảnh sát sẽ vào cuộc. Cho nên là hổng gại đâu có dám đi tới nhà chị Hằng Kali để quấy rối nữa đâu, quý vị khán giả. Còn bây giờ nè, họ đã gửi 3 cái lá đơn lên cơ quan chức năng của Mỹ rồi, thì chị Hằng phải có cái động thái gì, chứ tệ gì người ta là cố tình lật đổ chị Hằng Kali. Cho nên cái điều đó là cái điều bất lợi cho chị Hằng. Thì chị Hằng phải có một cái động thái nào nhờ pháp luật can thiệp, chứ không thể nào mà ngồi yên nữa. Bây giờ là mình nín thinh thì bên cơ quan chức năng người ta cũng mời. Đó, người ta phải mời lên làm việc, người ta theo dõi cái sự việc như thế nào. Thì trong dịp này chị Hằng phải mời luật sư làm tới luôn, chứ không thể nào mà im lặng nhịn được. Không thể nào mà nhịn được đúng quý vị khán giả. Bởi vì quá sức tưởng tượng. Trang Lê Lê nói là chị Hằng không có kiếm được nhiều tiền cho nên quẫn trí. Nhìn lại bản thân mình đi, mình mấy người quẫn trí, cái mặt của mình nó tâm thần bây giờ nó xô ra hết trơn luôn rồi đó. À, cái người mà đầu óc không có bình thường thì nói không đâu vào đâu. À, không cho chị Hằng, chỉ trích chị Hằng đi vô bệnh viện quay chiếu Xuân. Thì mình với bạn trai mình vô bệnh viện để quay chiếu Xuân, để nói là chị Hằng Kali là
là cái người ác độc đi kia nọ. Còn bản thân mình vô quay chú Sưng trong bệnh viện rõ ràng có bằng chứng như thế đó, mà mình vẫn không chịu, mình vẫn không chịu, mình nói là mình người tốt. À, lên kênh của mình kêu gọi những bọn là phân u mê, phân cuồng rùi mũi ra đây, bay qua đây để tấn công Trang Le Le, tại vì thấy Trang Le Le là nói đúng, nói sự thật cho nên mọi người tấn công, chửi cả khán giả Mạnh Thường Quân, tất cả ai cũng chửi Trang Le Le bệnh tâm thần tái phát rồi. Nhiều khán giả nói thôi đi uống thuốc tâm thần, phải uống đều, bà này mà bà không lật được chị Hằng Ca Ly thì càng ngày cái bệnh tâm thần càng nặng. Tại vì con người không có đạo đức, lòng sân si thù hận cho nên không có gỡ bỏ được, không có vứt bỏ được, cho nên bây giờ luôn lúc nào cũng là tấn công chị Hằng bằng mọi cách. Bây giờ những người đứng đằng sau giật dây đó, đem Trang Le Le là một cái con bài mà thí, mà chốt thí, cho nên bây giờ là những người đằng sau làm đơn là kiện Trang Le Le cũng đã nói là tất cả những bằng chứng nộp trên sở thuế rồi. Mà quý vị khán giả thấy là Trang Le Le nói một năm mấy nay rồi, nói là nộp trên sở thuế này kia nọ để cho sở thuế vào cuộc. Thực sự trên nước Mỹ hay là ở Việt Nam cũng vậy, các anh em mà làm YouTube á, là Phương Văn hồi đó có chia sẻ với quý vị khán giả rồi, khi mà tiền tới mình á, là YouTube nó trừ hết rồi nó mới về đó. Giống như Phương Văn làm YouTube giống như anh em khác, thì trước khi mà nó chuyển tiền về cho mình đó thì nó đã trừ thuế ngay từ lúc đó luôn rồi, nó đâu có chuyển gì hết cho mình đâu đó. Thì cho nên là tất cả anh em khắp nơi trên thế giới là thành viên của YouTube thì phải tuân thủ theo cái luật của YouTube, nó có cái hợp đồng đàng hoàng, nó có bắt mình phải ký cam kết đàng hoàng, chứ không phải là nói khơi khơi đâu, người ta nắm hết trơn rồi. Cho nên là cái việc mà cũng chia sẻ tiết lộ thông tin quý vị khán giả luôn, khi mà Phương Văn video nào ra đó, nhiều quý vị khán giả nói là trời ơi coi nhiều sao nó quảng cáo hoài, nó chán thiệt luôn á, cái kênh gì mà làm quảng cáo nhiều quá. Dạ em cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả, em bày cho khán giả bỏ cái quảng cáo như thế này, là khi em làm ra cái video á là công ty YouTube nó tự cài, có nhân viên nó cài hoặc là nó cài tự động như thế nào đó, mình không có biết cho nên mình không có can thiệp vào được vấn đề đó. Tại vì những nhà quảng cáo là người ta liên hệ bên YouTube để người ta quảng cáo, rồi bên YouTube nó nhận những cái quảng cáo nào đó, nó sẽ phân bổ cho từng cái video của từng người YouTuber. Nếu như mà khán giả mà xem được nhiều quảng cáo thì cái người kênh YouTuber đó có nhiều tiền, còn quý vị khán giả mà không thích xem thì một vài giây nó có chữ bỏ qua đó, bằng tiếng Việt nó hoặc là tiếng Anh nó để chữ skip á, thì khán giả nhấn rồi bỏ qua đi rồi mình xem tiếp đó. Chứ Phương Văn không có cài được cho nên quý vị khán giả thông cảm, mà cũng mong lâu lâu cũng coi quảng cáo cho Phương Văn với tại vì coi nó mới trả tiền, còn không coi là bỏ qua, như vậy là không có tiền, tại vì YouTube nó bán quảng cáo mà đó. Là Phương Văn chia sẻ thật lòng như vậy. Khi nào mà quảng cáo nhiều quá quý vị khán giả cần xem thông tin thôi bỏ qua luôn cũng được. Với thứ hai nữa là nhiều khán giả nói sao không thấy mặt mũi Phương Văn. Thực sự là bên cái kênh của mình, cái kênh Phương Văn Official, Phương Văn có làm về phần tin tức và phần bình luận, làm đẹp da, chăm sóc da mặt vân vân. Chị em phụ nữ nào mà muốn da đẹp á, thì vô cái kênh Phương Văn Official trong cái danh sách là, thì ở đó là có bí quyết làm đẹp, quý vị khán giả vô đó xem làm những cái thiên nhiên thôi cho da mình nó đẹp, mình được duy trì được lâu hơn một chút thôi đó, chứ tạo hóa rồi thời gian thì mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ mình không thể nào cải thiện nhiều hơn được nữa, được chừng nào hay chừng nấy. Thì Phương Văn chia sẻ như vậy để cho quý vị khán giả thông cảm và hiểu, chứ Phương Văn không có cài quảng cáo hay là làm những cái gì mà can thiệp vô cái video của mình khi mà công ty nó đã đồng ý cho quảng cáo rồi đó. Và nó phân quảng cáo tùy theo kênh khác nhau nữa. Ví dụ như kênh của chị Hằng Ca Ly đi, nó sẽ phân một số quảng cáo đó. Kênh của Phương Văn nó phân quảng cáo khác, hoặc có thể trùng. Và nói chung là tất cả nhân viên của YouTube nó đều phân bổ hết, mình không có biết nó phân về ai, quảng cáo nào, Phương Văn không biết. Thì quay trở lại cái việc mà của chị Hằng Ca Ly,
Video ở đây cũng dài, Phương Văn đã chia sẻ và những cái bằng chứng mà Phương Văn đã show cho quý vị khán giả đó. Tại vì khi nói thì Phương Văn sẽ có những cái bằng chứng Phương Văn mới nói được. Đó. Để có thể là sau này những cái video mà công ty YouTube bị báo cáo, Trang La Le bị báo cáo nhiều quá thì nó đánh sập, thì mà chúng ta không có lấy được cái video. Cho nên có những cái bằng chứng mà khán giả nào có chép về được, download về được thì download giữ, khán giả giữ giùm đi, giữ giùm cho chị Hằng Kali đó. Tại vì nhiều khán giả mỗi một người giữ một cái video để sau này công ty YouTube nó đánh sập cái kênh của Trang La Le thì tất cả những cái video đó là YouTube nó hủy hết, nó không cho lên kênh nữa. Và cái phần cuối cùng xin lỗi quý vị khán giả, uống nước đi. Cái phần cuối cùng quý vị khán giả hướng lên màn hình để Phương Văn chỉ Phương Văn là vô cái kênh của Trang La Le và chỉ cho quý vị khán giả cái cách vô để báo cáo. Phương Văn rất là mong tất cả quý vị khán giả xem video và chia sẻ cái video này rộng rãi trên cộng đồng mạng để cho những người Mạnh Thường Quân, những người khán giả của chị Hằng Kali, khán giả của Phương Văn và của các anh em hãy tập trung vào cái video nào mà quý vị khán giả báo cáo đó. Thì khán giả báo cáo nhiều rồi, 5, 6 ngàn, 7 ngàn, 10 ngàn người đó, thì báo cáo càng nhiều thì YouTube nó coi lại và cái video đó nó không cho lên nữa, hoặc là nhiều cái video bị báo cáo thì kênh YouTube nó sẽ đóng cái kênh đó, YouTube nó xem xét là nó không cho cái người này là thành viên nữa, nó sẽ đóng lại. Thôi thì quý vị khán giả xem trên màn hình ha. Bây giờ Phương Văn sẽ tắt máy để lên máy Phương Văn sẽ review cho quý vị khán giả xem. Còn bây giờ Phương Văn mong tất cả cộng đồng mạng, bà con, các cô, các chú, bác hãy chung tay góp sức ủng hộ các anh em chính nghĩa, các anh em hỗ trợ cho chị Hằng để lấy lại công bằng, và chúng ta cũng cầu mong cái điều này sẽ sớm kết thúc để cho cái sự bình yên trở lại trên thị trường YouTube, để cho tất cả quý bà con mỗi khi mà xem chiếc phim cảm thấy nó nhẹ nhàng đi, nó không còn gai rứt một cái vấn đề mà bị những người khác tấn công, mấy người xấu xa, những người có những lời lẽ nặng nề và thậm chí khán giả cũng bị ảnh hưởng luôn. Quý vị khán giả thấy là Trang La Le gọi là những người ruồi mũi u mê, phân u mê, cái đám cào cào của chị Hằng Kali vân vân. Nói chung là Trang La Le lên cơn chửi tất tần tật khán giả, không chừa một ai. Và trong những cái đoạn video Phương Văn nghe, thực sự nó không có chấp nhận được. Trang La Le nói là cha mẹ của Hằng Kali đẻ ra mà không biết dạy, để cho Trang La Le dạy Hằng Kali. Một con người không còn cái lời nào để nói, không biết nói làm sao. Vậy cha mẹ của Trang La Le đẻ ra có dạy được Trang La Le không? Có dạy được không? Mình bao lớn rồi mình có dạy được mình không? Có, mình làm những điều sai trái đó. Mình làm sai, còn những cái người mà đứng đằng sau lưng mình thì còn càng sai thêm, mà họ cho rằng là họ đúng. Thì quý vị khán giả hãy chung tay để đấu tranh. Thôi thì Phương Văn kết thúc video ở đây. Quý vị khán giả xem cái đoạn cuối để Phương Văn show cái cách báo cáo trên kênh YouTube của Trang La Le ha. Phương Văn kính chúc quý bà con cô bác một ngày Chủ nhật. Bắt đầu quý vị khán giả bấm vô cái kênh của Trang La Le nha. Đây là cái video này Phương Văn không có để tiếng đâu ha. Rồi, bấm vô cái kênh của Trang La Le. Sau đó quý vị khán giả sẽ bấm vào cái nút 3 chấm kế bên nè. Quý vị khán giả thấy không? Bấm vào nút 3 chấm ha. Rồi, cái chỗ này báo vi phạm, quý vị khán giả bấm vào đây. Ở đây thì nó đưa ra cái nhiều cái nội dung, ví dụ như là nội dung về khiêu dâm, nội dung về bạo lực, nội dung về lăng mạ, kích động, thù hận. Đây là cái nội dung này nè, còn nhiều nội dung nữa, hành động gây nguy hiểm, rồi thông tin sai lệch. Ở đây là Phương Văn thấy cái chỗ này với nội dung lăng mạ hoặc là kích động, thù hận là cái nội dung này. Nhưng mà ở đây chọn được một cái thôi ha.
À, chỗ đây là toàn gì nội dung gian lận vi phạm mấy cái này thì không phù hợp đâu, nó còn nhiều lắm, mấy chục cái nội dung mà cho quý vị khán giả đọc xem coi cái nào là phù hợp mình báo cáo. Thì Vương Phân thấy là cái nội dung thứ ba ha, nội dung lăng mạ hoặc kích động thù hận. Rồi bấm vô đây, nó yêu cầu là cho biết lý do kích động thù hận bạo lực. Một trong những lý do này, lăng mạ cá nhân bị tổn thương, hoặc là cái nội dung là lăng mạ những cá nhân dễ bị tổn thương. Bấm vô đây đó. Rồi quý vị khán giả bấm tiếp, bấm tiếp ha. Rồi cái nội dung cái video này, cái video này quý vị khán giả có thể chép, chép cái video này nè. Các bạn, các quý vị khán giả bấm vào đây, bấm chép, chép, bấm hết cái video này luôn đó. Rồi chỗ này quý vị khán giả viết lời báo cáo, ví dụ như là trang le, dùng lời lẽ, lời lẽ lăng mạ xúc phạm ảnh hưởng đến danh dự Hằng Ca Ly. Rồi Vong Quý, quý công ty đi, công ty xem xét đóng kịch đó, ví dụ vậy. Rồi bấm vô đây, ví dụ khán giả bấm vô đây nha. Nè đó là cái báo cáo vi phạm nó sẽ được gửi tới đây. Đây bổ sung chi tiết dùng lời lẽ xúc phạm lăng mạ đó. Thì cái lời cảnh báo của mình là xong, rất là đơn giản, cho nên quý vị khán giả nhớ bấm vô đây để bấm báo cáo vi phạm, nhằm chúng ta cùng chung tay giúp đỡ ha, giúp đỡ cho những người bị hại. Rồi cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Phương Văn hẹn gặp lại video sau.